Chào hay, xin chào mọi người. Là mình lại là mình Thanh TV đây. Hôm nay Thanh TV sẽ thử thách trộn Coca và Pepsi vào nhau xem nó sẽ ra phản ứng hóa học gì nhé. Đầu tiên là Pepsi mình đã mở ra rồi, mình sẽ đổ nó vào cái cốc này. Mình đổ. Bây giờ mình sẽ đổ vào cái cốc này nhé bạn nhé. Nhiều ha. Tiếp tục đến Coca các bạn nhé. Một cái chén này thôi là được quá trời luôn các bạn. À đâu, một cốc này thôi là được quá trời luôn. Thôi tí nữa. Rồi. Không biết nói tạo ra được một cái phản ứng gì đây. Hết vào luôn. Hết vào luôn. Ok. Ngửi mũi này. Sao mùi lại có Pepsi? Để mình uống này nhé bạn nhé. Nó mà nó có vị nhạt các bạn ạ. Nó chỉ có thế thôi. Nó là cháu gì đặc sắc đâu bạn ạ. Tóm lại mà không nên làm cái này mới gì, nó cháu gì đặc sắc đâu. Thôi nhé các bạn nhé. Thôi bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video sau nhé. Bye bye.